À đâu, hôm trước là thứ năm, hôm nay hình như là buổi thứ sáu. Sáu. Em nói lại hôm hôm đầu là mình đứng thế nào? Hôm đầu thì là nhìn thấy hàng thứ ba, thứ tư xong rồi bấm xong và Đứng đứng mấy mét? 2,5 m là nhìn được hàng thứ ba, thứ tư xong rồi sau khi bấm là nhìn được hàng thứ tám. Còn bây giờ thì Sau đó hôm thứ ba thì sao? tôi không nhớ. Hôm thứ ba thì đứng hàng. À hôm sau là em nhìn được, em đứng ở hàng ở cách 5 m là nhìn được hàng thứ tư, thứ năm. Hàng thứ tư, tức là bật được 3 hôm thì đứng 5 mét nhìn được hàng thứ tư. Vâng, Sau đó đến hôm thứ tư, đến đến hôm nay buổi thứ tư thì nhìn được hàng thứ năm à? Buổi thứ tư là nhìn được hàng thứ năm hay thứ sáu? nó lên được một hàng, À, hình như mỗi lần nó lên được một hàng. buổi thứ tư là nhìn được hàng thứ năm ở 5 mét. Vâng, Hôm nay là hàng thứ hôm nay nhìn được hàng mấy? hôm nay buổi thứ sáu à? Hôm nay Vâng, buổi thứ sáu thì là một mắt nhìn được hàng thứ sáu, còn một mắt, còn cả hai mắt, hai mắt thì nhìn được hàng thứ bảy. nhìn được hàng thứ bảy. Hàng thứ bảy thì nó vẫn phải nheo mắt, thế này để bấm một thời gian thì nó sẽ nhanh được. Thế này em bị mấy độ? Em chắc là cũng phải trên 4 độ đấy ạ. Tại vì lâu lâu rồi em không đi đo. Với cả là đây là em còn chưa kiêng. Không kiêng gì, vẫn chút kiêng, vẫn đang cay. Thế nên là nếu mà kiêng kiêng dùng điện thoại các thứ nữa chắc là còn nhanh nữa. Mẹ em mà biết chứ mẹ em nói chết luôn. Là vẫn xem điện thoại, vẫn thức khuya, thức khuya được thì sẽ nhanh hơn. Vâng, Em bị loạn thị hay bị cận thị nhiều hơn? loạn nhiều hơn ạ. Nhiều hơn. Loạn thì mấy độ mà cận mấy độ? Không nhớ. Không nhớ, Ok. lâu lâu em không đi kiểm tra. Rồi.